Alo, em giao hàng á, phải số điện thoại của Đúng rồi. Nhi Cun không chị? Giao đơn Cái gì vậy? 289 này mình nói thế nào chị? Bộ size dài, size M, hai bộ, size M hay size Trời ơi, ở dưới chợ gạo đúng không? L đó chị? Trời ơi, đâu có ở dưới đó nữa đâu. Đúng rồi. Ông ở dưới đây, sao chị đặt về địa chỉ này nữa? Giờ mấy mấy này đi vô đó ở xong rồi ở nơi chỗ bên sau đêm nó xong rồi ế quá rồi cái chuyện đi chỗ khác rồi và đâu ở dưới đó nữa đâu. Thì nếu mà ở trong tỉnh Tiền Giang thì em vẫn chuyển lên đó được. Rồi bây giờ chị có Không, anh về bu mua té anh kêu chuyển cái địa chỉ khác được không? chị ở đâu? Ở trên Bình Dương luôn. Ở Bình Dương hả? Bình Dương thì để em báo sớm thôi chứ giờ khác tỉnh rồi em không chuyển được. Rồi để em báo sớm ha, có gì thì chị cứ nói với em ha. Ta lại chốt đi chứ giờ không có ở trong cái khu vực đó cho nên thông cảm nha. Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của anh Giao Hàng May Mắn. Và video hôm nay là một cái video với cái tiêu đề là hồi hộp giao hàng cho khách hàng có tỷ lệ nhận là 0%, tức là từ xưa đến giờ giao cho khách này là khách chưa nhận một đơn nào hết. Thì mọi người nhìn thấy cái video này là tôi quay lúc mà trời còn sáng. Thì lúc này là tầm khoảng 5 giờ 45 chiều. Thì ngày hôm đó tôi đã giao hết số đơn hàng của buổi chiều và tôi chạy về bưu cục, tôi chuẩn bị chờ nộp tiền để bàn giao hàng ở trong cục rồi tôi đi về. Thì khách này gọi lại và kêu tôi chạy xuống giao cho khách liền, nếu không thì ngày mai khách lại đi tiếp. Hình như ông này ông làm tài xế hay là gì đó, mà từ trước đến giờ là ông đặt hàng cũng nhiều, cũng một hai tháng một đơn, có tháng đặt hai đơn nhưng mà chưa có đơn nào tôi giao được cho khách này hết. Có thể là vì lý do khách quan là giao tới rồi khách kiểm không đúng mẫu, khách không lấy, khách thử không đúng như yêu cầu khách không lấy. Cũng có lý do là do tôi gọi hoài, khách hẹn hoài, khách đi lái xe hay gì đó, khách hẹn hoài thì giao hết số lần 6K quy định thì tôi hủy thôi, chứ đâu lẽ nào mà tôi giao tới giao lui, giao tới giao lui rồi tốn tiền điện thoại rồi chạy tới cho luôn tốn tiền xăng đó. Thì bây giờ khách kêu là chạy xuống giao liền đi để ngày mai khách đi tiếp giao không được thì đó, tôi vẫn phải xách xe xuống giao một đơn cho khách hàng này, mặc dù là gần 6 giờ tối rồi mà trời đang chuyển mưa đó. Mọi người có thể thấy là bây giờ còn sáng nè, mọi người lát coi giao xong tôi ra chạy về là bắt đầu đèn xe người ta mở đèn lên hết, tại vì trời chuyển mưa tới thôi mà nó cũng giao xong cũng gần 6 giờ. À, giao tới thì khách đòi thử, khách đòi thử thì tôi cũng ok đưa cho khách thử, nếu mà đúng mà gọi là khách bình thường á, khách đòi thử tôi sẽ cầm cái cục hàng đó và tôi gọi cho shop, khi nào shop ok cho thử thì tôi mới thử. Nhưng mà nói chung là khách đối với khách này thì tôi cũng làm biếng làm theo quy định lắm, tại vì biết là khả năng giao được nó rất là thấp, gần như là bằng không mà. Nên là khách muốn thử tôi cho thử luôn để coi có giao được hay không, thì trong lúc khách thử thì tôi gọi cho shop liên tục luôn mà shop không nghe máy, thì mọi người theo dõi không. À, hồi hộp theo dõi coi khách có lấy đòi không. Thì cái sản phẩm lần này khách mua đó là một cái con dao cắt gạch, con dao cắt gạch Thử đó, con sản cắt phẩm cái như gạch vậy. hả? Nhưng mà khách thì lấy con dao đó đi cắt kiến, ngồi ngồi cắt một lượt là 6-7 tấm kiến, test thử coi cắt được hay không. Còn để tôi kể về những lần tôi giao cho khách này mà tôi nhớ nha, có những đơn tôi giao cho ổng tôi không nhớ, thì chắc là những đơn đó là hẹn hẹn tới hẹn lui rồi đủ 5K rồi tôi hủy thì tôi không nhớ là giao làm sao. Thì có một lần tôi giao cho khách này là cái áo sơ mi, thì xuống cũng gỡ ra xem xong cái gỡ mạt gỡ nút ra hết, đi vô nhà thử thử xong ra đưa lại nói không giống mẫu, rồi nhỏ, đặt sai sai mấy chục ký đó, sai 70-80 ký gì đó mà giờ nhỏ quá mặc vô không vừa mà gỡ mạt ra rồi thì tôi trả lại rồi, thì cũng phải trả lại sớm thôi mà cũng may sớm không khiếu nại. Rồi sau đó từ đó về sau là tôi lưu cái tên khách này là thuộc dạng như là khó giao hàng. Rồi, thì tôi không có nói là khách này thuộc dạng bơm hàng hay là gì hết, nhưng mà tôi chia sẻ câu chuyện ở đây cho khán giả xem thì biết được là khi mà đi giao hàng thì sẽ gặp những người khách như thế nào, và để cho mọi người biết là giao hàng nó rất là cực, nó rất là cực vất vả, vừa phải chở nặng nè, một ca có thể gỡ 60-70 cục đi giao cho nó được một cái chuyến cho nó đỡ tốn xăng, rồi nắng nôi trời mưa, rồi khách không nghe máy, rồi khách dễ chạy tới chạy lui, rồi khách thử hàng không nhận, rồi áp lực đối với shop nếu mà làm không đúng ý của shop thì cũng bị shop khiếu nại đó. Rồi giao xuống rồi ngồi đứng chờ khách cắt mà trong lòng nó giống như là tụng về chút để bây giờ mong cho khách lấy đòn, chứ giờ mà nó thử chuyện này mà nó không lấy thì cái con dao đó chắc nó cũng lục nhắc luôn rồi. Rồi trả về shop rồi biết đâu vốn shop nó nói giờ đơn này tôi không cho thử, sao anh cho khách thử mà không gọi báo tôi, mặc dù có gọi mà khách không nghe máy.
đó thì cũng bị khiếu nại rồi, nhưng mà trời mai sau là đơn này khách lấy luôn, lần đầu tiên giao thành công được cho khách này, khá là may mắn nha. Rồi thì video nội dung chính nó cũng chỉ có như đó thôi, tóm lại là hồi hộp chờ đợi và giao hàng cho người khách có tỷ lệ nhận hàng là 0%, và rất may mắn là giao được. Mọi người để ý là tôi đi giao có đúng một đơn này thôi ha. Lúc đi thì trời còn sáng, mà lúc chạy về á là trời có thui, xe cộ đồ mở đèn lên hết. Rồi cuối cùng cuối video xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ. Bây giờ mọi người cùng nghe một số những cái đoạn ghi âm mà kiểu dạng trời đất hỡi khi tôi đi giao hàng, mọi người nghe và cảm nhận nha. Alo, em shipper Tiền Giang đó shop ơi, có cái đơn hàng của Thanh Vũ hai cái nón 180 á, khách kiểm hàng không đúng không trả tiền tiếp Cảm rồi. ơn. Gì vậy? Sao mà không đúng? Thì nó nói là anh gửi không đúng mẫu nó đặt, rồi em nói trả 30.000 ship nó không trả. Hôm bữa em cũng có báo anh rồi, em đi đủ 3K em báo cái nữa để em gửi. Đâu rồi, mấy đơn em chỉ nhận. Mã nhận đơn là 1174 816729. 1174 8 6 9. 1174 816 729. Đó, đọc anh đọc lại nào. 1174 816 729. Kiếm hàng nó chưa có kiếm bốn. Đó, hiểm thì nó đưa cái quảng cáo, em nói hai cái giống y chang nhau mà nó giờ không giống, không lấy, không nói gì nhiều hết trơn á. Rồi coi với giờ sao nó bị trả nha, em không thu được 3.000 ship. Đây đây rồi rồi. Đây lại. Alo. Em giao hàng nè, anh có bên kia xăng không anh? Mai đi em ơi, giờ đi nhậu chưa vậy? Rồi sáng mai gọi lại. Ừ, sáng mai vẫn đánh chứ 10 giờ đi. Mười giờ em ghé là có à. Rồi, 10 giờ em rồi lại. Alo. Em giao hàng nè chị, sao chị chặn số chị theo của em vậy? Alo, đặt đơn hàng 380 lấy không lấy thì nói một tiếng chứ sao chặn số em, rồi mốt hẹn chị về nữa là em khỏi giao nữa ngay, chặn số rồi sao giao. Alo. Đi lê á chị. Chị nghe này sao vậy em? Khách chặn số Viettel của em luôn rồi, em lấy số Mobi gọi lại thì bắt máy lên thì không nói chuyện. Rồi em đọc cái mã đơn chị sửa chứ không đọc chị em đỡ phải phải tốn máy. Dạ, mã đơn là 1034. Rồi. 916730. Ủa đọc 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 lại không không có nghe. 1034. Rồi 916730. Đúng rồi, 916730. Rồi rồi, chị sửa nha. Rồi. Cảm ơn chị. Rồi.